Trong nửa đầu năm, trung bình mỗi ngày người Việt tiêu dùng xấp xỉ ở khoảng 800 tỷ đồng trên năm sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo và Tiki, Tiki Shop. Thông tin trên được nêu trong báo cáo thị trường sàn bán lẻ trực tuyến 6 tháng đầu năm 2024 của công ty dữ liệu thương mại điện tử Matrix, một trong hai đơn vị cung cấp dữ liệu thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam. Công ty cho biết dữ liệu công bố được thu thập bằng công nghệ, đã loại bỏ đơn ảo và hàng quà tặng. Theo đó, tổng doanh số 5 sàn trong nửa năm qua đạt 143.900 tỷ đồng, tăng 54,91% so với cùng kỳ 2023. Tốc độ này cao hơn đáng kể so với tăng trưởng 7,4% của ngành bán lẻ trong 6 tháng đầu năm, theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê.